Hello, xin chào các bạn tới ITP Club Channel. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2021, thì mình sẽ làm cho các bạn một mã Vinhome VHM nhé bạn. Thì anh thấy là VHM thì nó là như một con khủng long nhưng mà thì chưa vẫn đang ngủ quên đâu đó nhé bạn. Còn đang ngủ quên đâu đó thì chúng ta sẽ coi là trong tương lai nó sẽ như thế nào, và khi mà tăng thì nó sẽ tăng mạnh hay không và bao lâu nữa. Như vậy mình sẽ bước qua cái đồ thị nó như xem nhé. Ở đây mình sẽ mở ra cho các bạn là một cái mặt chạc bình hôm ha. Thì các bạn nhìn sơ qua thì bạn thấy như thế nào đó, nhìn tổng quan một cái, mình nhìn sơ một cái là bạn thấy trong một cái xu hướng tăng rất là khí thế ha. Thì trong ba chạc đều thể hiện cho một cái xu hướng tăng, và bạn thấy ở đây là ở đây Vinhome đang gọi là tích lũy tích cực, phải không? Bạn thấy đây là một cái tê can và kijun đúng không? Thì bạn không biết là đếm nến như thế nào thì bạn cứ nhìn ở đây. Thì ở đây bắt đầu nó có những cái đường tương lai đến trước, nó sẽ hình thành được những cái tê can kijun sẽ như thế này đúng không bạn? Thì bạn thấy là ở đây là cái gì? Ở đây là nó có cái tekan đi ngang qua, tekan đi ngang qua và kijun bắt đầu đi lên, đúng không ạ? À, bắt đầu đi lên thì bạn thấy nó sẽ có một hình thái là gì? Tích lũy cực kỳ mạnh ở đây, hình thái là tích lũy mạnh mẽ ở đây nha mày. Thì khi bạn thấy là bạn đếm được là nó sẽ mất tầm khoảng 2 tuần sau, tuần này và tuần sau nữa, thì bạn thấy là Vinhome sẽ rất là mạnh. Và bạn nhìn ở đây nó có một cái đỉnh ở đây là 112, đó là cái đỉnh này nè bạn, nó đã đạt được trước đó 112.4 là một cái điểm mà chúng ta thấy là nó đã đạt trước đó. Và cái điều mà chúng ta cần nhìn vào cái khung daily là ở đây, các bạn thấy là gì? Là nó đang có một cái sự là rất là mạnh đó, một cái sự rất là mạnh. Đây là thấy cái can kijun là đang có một cái chập lại và hướng lên, hướng lên và đã vượt qua cái cản này rồi là bạn. Thì khả năng nó còn cái động lực tăng là trong khoảng vài phiên tới ha. Bài tiến tới, và trước khi nó tới những cái vùng cản ở trên đây 100, 110 và tích lũy, có thể là tích lũy quanh đây. Nếu mà tuần này vượt luôn thì vẫn có thể nha bạn, tuần này vượt luôn vẫn có thể, nhưng mà mình vẫn hy vọng là nó thể tích lũy trên cái vùng mây này là ok nè bạn, trên vùng mây dày này để cho tuần sau nó vượt qua. Thì bạn thấy là ở đây nó cần xác nhận đóng nến tăng vượt qua 112.5 này thì nó sẽ cực kỳ mạnh. Ở đây thì bạn thấy là cái xu hướng rất là dài ha. Khi mà 112 này vượt qua, 113 vượt qua thì bạn thấy không kỳ vọng đến 120 đâu bạn, tới cái vùng cao hơn trên này. Để thấy là khi mà vượt qua thì bạn thấy động lực tăng của nó sẽ còn rất là nhiều tuần. Rất nhiều tuần, thì cho nên là cái động lực đó mình sẽ kỳ vọng nó tới quanh cái vùng 150 và có thể cao hơn nữa nha. Đó, cao hơn nữa nha bạn. 150 là cao hơn nữa. Thì 120 là chuyện bình thường, các bạn phải kỳ vọng tới 150, tại vì bạn thấy nó vượt qua đây là cái sự hợp bích ở trên tuần nó khá lớn. Và động lực tăng nó còn rất là nhiều tuần. Đó, có thể là bạn tính theo tháng. Tính theo tháng thì nó sẽ đạt tới những cái mốc ở trên, nên là khi mà nó vượt qua 112 thì bạn thấy là một cái sự tích lũy đủ và tăng rất là mạnh còn dài ở phía trước nha bạn. Đó, thì bạn thấy là khi mà khủng long là thấp nhất là có thể là kéo thị trường đi tới một tầm cao mới nha bạn, một tầm cao mới. Thì cho nên các bạn biết là khi mà tham gia thì các bạn có thể là trong cái ngắn hạn này, để thấy là nếu mà nó tăng tới cái những cái vùng này thì bạn nên nên chờ. Nếu mà nó vượt qua 112 này, vượt qua 112 trong tuần này luôn thì vẫn có thể như vậy, thì bạn thấy là bạn có thể giải ngân và mua luôn
mua mới luôn nha mày, giải ngân mua mới luôn. Và thì bạn nó sẽ thấy là khi mà đóng nến thì bạn phải cần là xác nhận cái tuần, bạn cần tuần thì bạn phải chờ vào thứ năm thứ sáu tuần này nha mày. À, ok, thì mình đã phân tích cho các bạn mà Vinhome này, bạn biết là khi mà nó mạnh vượt 312 thì cái mục tiêu target các bạn biết tới đâu rồi gì? Bạn nhớ xem hết clip nha, đừng tua. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip ở đây và các bạn nào thấy hay thì nhớ like và share. Vậy quan trọng là bạn share để cho tới bạn bè và người thân và những ai đang quan tâm tới cái mã Vinhome này. Và là bạn nào mà chưa có xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút subscribe và đặt ở nút chuông để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào được xuất bản ra trên kênh ITV Clip Club Channel này. Và các bạn nhớ là ủng hộ mình bằng cách là có những cái tài khoản ở phía dưới, Momo hoặc là Zalo Pay, đó là những cái ví Momo hoặc Zalo Pay, và có những cái tài khoản cá nhân như Vietcombank và VPBank ở trên màn hình chạy, bạn có thể có cái nào thì bạn cứ ủng hộ cái đó, cà phê Milano cũng là ok rồi. Và các bạn nào có nhảy hơn thì có thể là mở tài khoản với mình để giao dịch trực tiếp và liên tục, và có thể là trong phiên nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều các bạn ha, đợi những cái buổi làm clip như thế này. Và các bạn có thể là giới thiệu ID của mình tới mọi người nha, đó là B591 ở công ty chứng khoán VBS nha bạn. Có thể giới thiệu nha bạn, cứ mạnh dạn giới thiệu. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Bạn nào nhớ mã Vinhome này nha, khi khủng long thức giấc thì chúng ta sẽ chích ngất nha bạn. Và hẹn gặp lại các bạn.